Thưa quý vị, qua 3 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả. Bên cạnh những mặt thuận lợi khi triển khai chương trình, thì trong quá trình thực hiện, ngành giáo dục Sóc Trăng cũng gặp những vấn đề còn khó khăn. Nhân chuyến đoàn công tác của Chính phủ do ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo cũng như có kiến nghị. Thì hiện nay thì do cái tình hình là thừa thiếu giáo viên cục bộ nó vẫn còn xảy ra. Do đó thì tỉnh cũng đã có cái kế hoạch để mà điều chuyển giáo viên từ nơi từ trường thừa sang trường thiếu tạm thời đến công tác 1-2 năm rồi sau đó quay trở về. Đấy. Hoặc là có những trường hợp là giáo viên là dạy chưa đủ cái quy định cái định mức tiết dạy trong khi trường lân cận đâu đó gần gần đó thì lại là đang thiếu. Thành ra là chúng tôi cũng rất muốn là cho giáo viên là tham gia dạy trường này rồi còn thiếu giờ định mức thì sang trường khác dạy để đảm bảo được các nguồn lực cho nó được đảm bảo. Tuy nhiên thì về để thực hiện được điều này thì nó cũng chưa có cái gì để làm cơ sở pháp lý để chúng tôi triển khai thực hiện. Đặc biệt là khi đặt vấn đề tới về cái chế độ chính sách thì nó rất khó khăn. Vấn đề in ấn và phát hành cái tài liệu giáo dục địa phương. Cái này là khó dữ lắm. Mặc dù là Bộ Giáo dục có văn bản hướng dẫn là có 3 cái hình thức. Tuy nhiên thì không phải đơn giản chút nào. Khi mà đọc vào thì rõ ràng hình thức nào cũng đang vướng. Thì hiện nay là Sóc Trăng là tài liệu giáo dục địa phương là biên soạn rất là đảm bảo đúng tiến độ. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị là gửi cái thẩm gửi về bộ thẩm định cái sách tài liệu địa phương lớp 11 rồi. Còn lớp 4 và lớp 8 thì đã xong rồi. Nhưng mà còn những cái mà đã thẩm định xong, đã triển khai để thực hiện thì hiện nay là chúng tôi chưa dám in. Và chúng tôi chỉ có sử dụng cho các trường sử dụng cái file PDF thôi để cho in, để cho sử dụng. Nhưng mà file PDF thì giáo viên in tự phải in ra giấy. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai là lại là không có sách thì mình biên soạn là màu rất là đẹp, ảnh rất đẹp nhưng mà lại in trắng đen ra giấy thì nó không có dùng gì. Thành ra cũng rất tháo gỡ. Chúng tôi đang lập cái chủ trương để mà đầu tư mua sắm cái thiết bị phục vụ cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên thì để thực hiện được cái này đấy thì cần phải có theo quy định của chính phủ tại nghị định số 40 đấy, tại điều 27 nghị định số 40 đấy, thì quy định là các bộ ngành thì cần phải có quy định về cái tiêu chuẩn định mức nội dung chi tiết và cái giá để mà cho các địa phương làm cái phương pháp xác định chi phí cho cái việc tổng mức đầu tư. Nhưng mà hiện nay thì cũng chưa có, và chúng tôi cũng đã có gửi văn bản hỏi bộ trong tháng 4 thì cũng rất mong được có cái sự chỉ đạo sớm để chúng tôi làm cái chủ trương đầu tư để mà thực hiện cái công tác đầu tư mua sắm cái thiết bị giáo dục phổ thông mới. Với những nội dung này, tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trả lời. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là về vấn đề giáo viên, thì vấn đề để đảm bảo đủ số lượng, đủ cơ cấu thành phần, chất lượng để thực hiện cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì các đồng chí nói là cái tình hình thiếu giáo viên, các đồng chí kiểm tra giúp một cái thông tin là thế này. Chúng ta vừa được phân bổ chỉ tiêu là 52 chỉ tiêu giáo viên. Nhưng mà chỉ tiêu cũ của năm 2022 còn lại mà hai bộ, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục thống nhất ý, thì con số là chúng ta hiện nay đang còn 1.243 chỉ tiêu chưa tuyển. Là trong nhóm 2-3 tỉnh mà còn tồn số chỉ tiêu của ngành giáo dục nhiều nhất chưa tuyển. Thì cũng đề nghị là đồng chí Bí Thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban kiểm tra về xem thực hư cái con số là như thế nào. Nhưng mà chủ yếu là nó là lý do. Chứ còn đây là con số mà từ cơ sở dữ liệu cập nhật cho đến thời điểm này mà hai bộ cùng xác nhận ấy, là Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và bên Bộ Nội vụ cùng xác nhận thì có một cái con số. Đề nghị các đồng chí kiểm tra đấy, chúng ta cũng chưa. Còn nếu đúng còn tồn lại một cái số lượng lớn như vậy và Bộ Nội vụ sẽ chưa cấp tiếp chỉ tiêu. Vì từ năm đến 2025 thì về phía ngành giáo dục được cấp chỉ tiêu hơn 65.000 thì sẽ có phân bổ tiếp. Nhưng mà nếu tỉnh nào mà còn số còn lại mà còn chưa tuyển thì sẽ không cấp. Đấy là cái quan điểm.
Thì đấy là điểm thứ nhất. Còn cái nhóm vấn đề về in ấn phát hành tài liệu giáo dục địa phương và tài liệu của Bộ đang tổ chức biên soạn là cái tài liệu về tiếng dân tộc, thì đúng là đây nó đang là một cái vướng. Bởi vì các tỉnh thì việc tổ chức biên soạn các tài liệu giáo dục địa phương thì bằng nhiều các cái cách thức khác nhau. Nhưng mà muốn tổ chức đấu thầu được và tổ chức in ấn cho học sinh được ấy, thì nó có một cái nguyên tắc thì đều cần phải giải quyết xong được cái vấn đề bản quyền của các tài liệu này phải thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi giải quyết được khâu ấy thì mới các khâu khác mới thông được. Cho nên nó còn vướng ở chỗ nào thì phải báo cáo các đồng chí tỉnh để xử lý vấn đề gốc. Xử lý được thì chúng ta sẽ thông được các bước tiếp theo. Về các đồng chí nói đến vấn đề tại sao liên quan đến giá thiết bị, thì về phía này thì Bộ đã quy định danh mục các cái trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho chương trình mới. Các địa phương thì cũng có chung một cái kiến nghị là tại sao các đồng chí không ấn định cụ thể các cái thông số kỹ thuật chi tiết và giá. Nhưng mà các đồng chí là thế này, Bộ thì ban hành chỉ cái danh mục, tức nó cần cái gì, còn các mỗi địa phương ấy, là tùy theo cái khả năng về tài chính của mình để chọn các cái chủng loại chất lượng khác nhau. Thế mà về phần giá thì cái đây là đã trao đổi với Bộ Tài chính, chứ không tự Bộ Giáo dục không quyết định được về những vấn đề này. Cho nên phần đó trước mắt là các tỉnh chủ động. Tiếp tục với các hoạt động đáng chú ý khác,